Ok, tất cả anh em, trước khi vào clip, mình xin giới thiệu anh em đó là website leak.vn. Hiện tại web đang giảm giá các danh mục dịch vụ của Ngọc Rồng Online. Để tham khảo, anh em ấn vào mục dịch vụ Ngọc Rồng và xem từng gói. Đầu tiên là úp sức mạnh đệ tử. Hiện tại web đang giảm giá với những gói combo sơ sinh lên 1.5 triệu không cần ngọc, chỉ với 70.000 VM đồng. Anh em chỉ cần có tiền là ấn vào thuê, không cần chuẩn bị ngọc gì hết cả. Gói phổ thông thứ hai là sơ sinh lên 149 thì chỉ cần 100 ngọc thôi và chuẩn bị 299.000. Còn các gói còn lại em có thể tham khảo qua, web có ghi rõ ràng. Tiếp theo là danh mục dịch vụ săn đệ tử. Sai ra yêu cầu có tự sát, chỉ với giá là 32.000. Trá đất chỉ cần có cỡ cầu kinh khi là với 40.000. Và lam miếc chỉ cần 40.000 thôi, có laser. Đó, còn lick sơ sinh, đối với lick sơ sinh thì chỉ 70.000 thôi. Đó, từ 70.000 trở xuống em có thể săn, có con cho mình một con đệ tử. Tiếp theo là đến danh mục làm thuê nhiệm vụ, đó là tiểu đội sát thủ, chỉ cần 20 ngọc xanh với giá 110.000. Đó, tiêu diệt Fize 60.000. Các gói còn lại bóc kinh công thì sẽ ghi rõ giá cả. Và tất cả là fit giảm giá thấp nhất có thể, anh em có thể truy cập để tham khảo. Rất nhanh, gọn, khi nào xong thì sẽ có thông báo. Và anh em thì nếu không hiểu gì thì có thể chat vào mục chăm sóc khách hàng, sẽ có người hỗ trợ anh em, hướng dẫn anh em thuê. Và được rồi, còn chần chờ gì nữa thì lên ngay link.vn để tham khảo vào thuê những cái gì anh em cần nha. Ok. Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là DB. Thì hôm nay trên tay mình đây là một con điện thoại khá là cũ rồi, nhưng mà là mới mà anh em, vẫn còn mới lắm. Thì đây là con Nokia E71. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là trở về tuổi thơ chơi Ngọc Rồng Online trên điện thoại bàn phím. Thì cũng bây giờ tầm như này, bây giờ thì vẫn rất nhiều anh em dùng điện thoại bàn phím. Thì cũng kể đến là một số con dòng bàn phím, ví dụ như là 6300 này, E71, E72, C2, C5, một số con nữa. Thì hôm nay trên tay đây mình được cầm một con điện thoại, đó là con E71. Thì mình cũng mới mua thôi, nó mua lại mà, thật ra là mua lại mà nhìn linh kiện thì nó nhìn vỏ ngoài mới thật. Thì hôm nay mình quyết định là một cái video này. Thì trước đây mình có đăng một cái ảnh trên story của YouTube, đó là cái ngày của tôi trên kênh của mình ấy. Thì khá nhiều em bảo mình ghép video không phải là chơi Ngọc Rồng trên con này. Thì hôm nay mình quyết định làm một cái video này để bằng chứng cho anh em xem mà anh em lại bảo mình nói điêu. Thì chắc chắn là ai đã từng chơi điện thoại ngày xưa thì cả chơi Ngọc Rồng ngày xưa ấy, thì chắc là phải sử dụng con này rồi. Thì con này cũng là con xịn nhất rồi đấy, cũng con E71 đấy, cũng ngon lắm rồi đấy. E72 thì ngon hơn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng con này nha anh em. Thì anh em nào nếu có từng chơi một... Được rồi anh em ơi, thì bây giờ mình quyết định sẽ vào game nha anh em. Mình sẽ trải nghiệm con này. Thì mình nâu qua bật quá, nó hơi màn hình hơi bẩn một chút. Với cả mình quay trên điện thoại thì nó sẽ không được mượt cho lắm, anh em thông cảm nha. Vì con điện thoại của mình không phải là con xịn. Thì mình sẽ dùng Viettel GBRS nha anh em. Trải nghiệm, mình dùng mạng 3G. Đó, thì mình sẽ thử vào game chơi và xem thế nào. Đây, server 5. Đổi tài khoản anh em. Thì bây giờ mình sẽ nhập tài khoản vào đây và mình sẽ vào game và thử úp đệ tử xem thế nào nhá. Ok, thử nhập tài khoản á, tạm thời tắt. Ok rồi anh em ạ, bây giờ mình đã vừa điền tài khoản mật khẩu rồi. Bây giờ mình sẽ vào game nha anh em. Chơi này. Thì con này nó sẽ vào chậm hơn một chút. Thì có thể là do mạng nó lag, vì mình dùng 3G mà anh em. Đó, thì mình sẽ chậm một chút nữa anh em, chờ một chút để nó vào game. Đó, con này là con E71 anh em, hoàng kim luôn. Thì ai mà từng chơi con E71 này mà Ngọc Rồng ngày xưa cách đây 3-4 năm thì có vẻ là bá đạo luôn anh em ạ. Đó, thì vào game rồi. Chờ chút mình bắt led đã. Đấy, thì cũng khá là ổn rồi. Đây, thì có vẻ nó hơi lag một chút anh em ạ. Đó, hơi lag một chút. Chắc mình phải giảm cấu hình anh em ạ. Chờ mình giảm cấu hình nhá. Một tay vừa quay, một tay vừa chơi không thể nào ổn định được. Thì mình sẽ bật cấu hình cấu giảm đồ họa cho cấu hình yếu này. Ok. Vào lại nhá. Không biết là có phải đăng nhập tài mật khẩu không. Máy nó không biết là lưu mật khẩu không nữa. Đấy, con này khá là chất. Ai từng chơi Ngọc Rồng thì nhớ đừng quên để cho mình một like và đăng ký kênh. Đấy, ủng hộ mình video. Ok, có này. Mong là nó lưu tài khoản mật khẩu chứ nhập lại chết mệt luôn anh em ạ. Bàn phím số này nhập mệt dã man luôn thề. Chơi nhá. Nếu mà video có zoom anh em thông cảm cho mình nha, vì mình vừa quay vừa chơi nên là không thể nào ổn định được. Đấy, thì anh em nào từng chơi con E71 này rồi thì lưu cảm nhận ý kiến, comment ý kiến bên dưới. Mình lần đầu tiên mình cũng quay được kiểu như này.
mình quay trên điện thoại màn hình như này nó hơi lag nên ra là nó không thể làm ngon được đấy. Rồi vẫn mượt anh em ạ, vẫn mượt luôn, vẫn mượt luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử sờ update tử nhá, mình thử qua bên này update tử xem nào. Nó quay lại đâu rồi? Đây, qua bên thành phố phía đông. Các bạn là mình dùng 3G nên nó lag thôi chứ bình thường nó ngon lắm. Bay lên này. Dùng con này úp chơi sướng mãi là yêu luôn. Thế bây giờ một số anh em vẫn dùng con này để chơi. Con này có thể xem được YouTube luôn cũng được. Có mạng, bắt được wifi luôn. Con này bắt được wifi nha anh em. Đây thì mình sẽ dùng cái gì nhỉ? Có vẻ nó quay là không được tốt lắm anh em thông cảm nhá. Đây bông tai này. Sử dụng này. Đó xong cho đệ tử tấn công để bảo vệ nhá. Đệ tử bảo vệ ok. Đổi khu nha anh em, đổi khu, khu này đông quá. Mình sẽ đổi khu là ít người. Ê, chơi kiểu này nó hơi khó một chút nhưng anh em thông cảm. Vì mình chơi vừa quay vừa đi ra nó không thể làm mở được đấy. Ngon chưa? Vẫn úp bình thường. T là gì? T đâu? T là khiên. Xí rồi, ở đây được rồi. Đấy. Vẫn úp bình thường. Ngon chưa? Thế nhá, anh em nhìn xem video của mình đừng bảo là mình ghép video, ghép ảnh nhá. Thật sự là có con E71 này vẫn chơi game bình thường, vẫn ngon luôn, vẫn chơi bình thường luôn. Bắt đầu wifi. Chơi cấu hình thấp, chơi mượt luôn. Anh em nhìn trên video có thể nó sẽ nhìn kiểu bị chậm ấy. Thật ra là nếu mình quay bằng điện thoại thì nó sẽ hơi ngu một chút. Nhưng mà nếu mình chơi bình thường thì rất là ngon luôn. Mình bắt wifi chơi mượt luôn. Hoặc chơi 3G vẫn mượt. Đó. Trải nghiệm về tuổi thơ nhá, phê chưa? Con này một được cái này nó hơi bị tối màn hình một chút vì chắc mình phải cài đặt thôi. Cài đặt trong cái ấy ấy. Kiểu như là mình cài đặt từ thời gian sáng màn hình ấy. Đó, đây mình sẽ lên đây úp này, con này thằng này nó phá rồi. Đấy, đấy. Đệ mình vẫn cân được. Đó. Phê chưa? Được rồi, nếu anh em thấy video này hay để lại mình một like và đăng ký kênh. Thì mình chỉ làm video ngắn này thôi vì không thời gian nhiều mình sẽ úp điện tử. Còn anh em nào đã từng trải nghiệm con này rồi và có tuổi thơ thì hãy để lại một comment ý kiến phía dưới là anh em đã từng dùng và cũng từng trải nghiệm hoặc là chưa trải nghiệm bao giờ. Nhưng mà nó xem video này thì cảm rất là vui. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ thể lên mạng tìm hiểu xem Shopee hay là gì cũng có mà. Em chỉ ghi là E71 thôi là nó sẽ có đặt hàng về mà mua mà dùng mà trải nghiệm. Còn một điều nữa, anh em nào có nhu cầu úp đệ tử một ngày, hai ngày, ba ngày lên 149 từ lương sơ sinh lên 149 thì có thể lên link.vn để thuê nhá. Hiện tại là giảm giá không có combo các thứ rồi. Được chưa? Thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Khá là ngon anh em ạ. Tuyệt vời luôn. Được rồi, mình sẽ cố dùng úp con đệ tử này một ngày thử một lần xem thế nào. Nếu có cơ hội lần sau mình sẽ làm video review tiếp. Ở thử săn bot trên con E71 này hoặc làm một cái gì đó trên E71 này thì mình sẽ dùng con mình sẽ cố định máy quay để mình quay cho rõ. Chứ lần này mình chỉ lần này mình quay bằng điện thoại vừa tay chơi vừa tay quay nên là không thể nào có thể ngon lành cảnh ảnh đảo được. Được chưa? Thì bây giờ bye bye, phải cho những video sau đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nhá. Bye bye.